Ok, thì hôm nay mình giới thiệu một cái mẫu mạch lo kéo ha, mạch lo kéo mới lắm, hấp dẫn ha. Cái mẫu mạch này là sử dụng IC C867B. Đây, con IC đây ha, thiếu miếng ngon. Cái mẫu mạch này mới, nó có chức năng live stream, chức năng thu âm đó. Rồi cái phần cao cơ nó có thêm mic jack, mic bass. Được chưa? Bluetooth thì thế hệ mới ha, cực kỳ hấp dẫn luôn. Thì bo này nó có nguồn xung, mình phải hiểu cho nó đúng ha. Nguồn xung mình cấp điện 220V, sạc cấp điện cho mạch hoạt động và sạc bình luôn. Đây. Nguồn xung đây. Cấp điện cho mạch hoạt động và sạc bình luôn. Được chưa? Đây là ngõ cấp bình ắc quy. Đây là ngõ ra lo. Ra lo đây. Đây là micro không dây. Micro không dây 5 đến 8 V. Ở đây là 5 V thì mình lắp được micro 5 V hoặc 8 V. Rất là tiện lợi ha. Vì trên thị trường nó có hai dòng micro 5 V và 8 V. Thì ngõ ra lo đây, mình có thể là đối với C8677 nó có hai cách lắp loa. Một cách thì mình lắp loa bass 3 tấc, một cái chung, một cái chép 250. Và cái cách thứ hai mình có thể lắp loa đôi. Loa đôi thì mình lắp hai cái bass 2,5 tấc cộng với hai cái chung cộng với hai cái chép. Ok ha, mặt này mẫu mới bên shop này ha. Rồi, thì cái video này mình giới thiệu nhanh qua thôi. Một số video sau mình sẽ test demo về cái chất âm nó tuyệt vời không thôi. Thì lúc này có thêm mic bass, mic chép, phần micro thì tiếng micro nó sẽ mượt mà hơn, ca nó sẽ hút hơn rất nhiều, ok hơn rất nhiều. Ok ha, quay cận cảnh lại chút xíu. Đây ha, đây gọi là mẫu mạch, có tên gọi là mẫu mạch D3C8677 130W, chạy lo 3 tấc đơn hoặc là 2,5 tấc đôi, có live stream, có chỉnh bass chép micro, có nguồn xung, có guitar điện, có thể kết nối được với TV, cổng AUX input. Ok ha, mình dừng cái video này.